Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Thì lúc trước mình đã lọt vào top 15.000 người có cái brand cao nhất. Thì mình đã nhận được cái vật phẩm là cái mặt nạ này rồi nha các bạn. Thì bây giờ cái vật phẩm chiếc mũ này cũng vậy các bạn. Nó cũng yêu cầu các bạn là phải lọt vào top 15.000 người có cái brand cao nhất là các bạn sẽ nhận được cái mũ này nha. Thì ngày kết thúc là ngày 18 tháng 9 nha các bạn. Đồng nghĩa với việc là mình có 2 ngày để cày brand vào top 15.000 người nha mọi người. Hiện tại là mình đang là top 2.330 nha các bạn. Thì sau khi mình chơi một trận brand thì mình đã lọt lên top được 2.001 rồi các bạn. Nói chung thì để mà kiếm brand cao nhất á thì các bạn nên chơi cái trò vẽ nha các bạn. Các bạn nên đến phòng vẽ và các bạn chơi cái trò vẽ nha. Thì cái trò vẽ nó sẽ cho các bạn nhiều brand nhất. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.